Trong cái phần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái gọi là web một trang. Web một trang hay còn gọi là one page. Đấy. One page. Website. Web một trang mình giới thiệu qua một chút xíu là web mà nằm hết trên một trang. Ví dụ như web này chẳng hạn. London Monaco này. Nói về một cái giải đua xe gì đấy. Thì bạn thấy là ở đây nó có một cái menu ở trên này. Đấy, phần trang chủ nó có một cái ảnh. Khi quận chuột xuống thì nó xuống bên dưới. Nhiều đúng không? Một cái ảnh ở đây này. Nội dung này. Số 2 này. Nói chung cái quận chuột xuống thì nó sẽ có các nội dung của các cái chapter này. Chapter là các phần, các cái chặng. 4 này. Đấy. Cái ảnh cuối cùng là ảnh. Ủa, ảnh ghê quá. Rồi. Đại loại là khi mà quận chuột xuống thì nó sẽ đi xuống các nội dung ở bên dưới. Sau đó khi kích vào các cái chapter 1 này này thì nó quận xuống chapter 1. Khi kích vào chapter 2 thì nó không chuyển sang trang khác mà nó quận xuống chapter 2. Khi kích vào chapter 3 thì chuyển xuống chapter 3. Chapter 4 tương tự như vậy. Đây. Đấy, chapter 1. Chapter 2. Chapter 3. Đó. Hoặc là các web khác mình có thể lấy ví dụ đây, about hả? Service project ví dụ đây. Tức là một cái web khá dài. Sau đó là nó quận chuột xuống thì nó cũng hơi lâu cho nên là người ta làm một cái menu ở đây. Xong làm một hiệu ứng jQuery ở khi kích vào nó sẽ chuyển xuống các vị trí đây tương ứng. Thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, nhìn nó gọn hơn. Một cái ví dụ khác, ví dụ như là cái trang này chẳng hạn, trang giới thiệu về ngành học nhỉ. Đấy là kích vào đây. Chuyển xuống thôi các môn học đấy, giảng viên như thế đấy, sản phẩm đấy, khi kích vào nó sẽ chuyển xuống các cái trang web khác đấy. Ví dụ như vậy thì đấy, cái này gọi là one page website. Thì cái thể loại one page website này thì để làm được cái này thì bạn phải cần phải có những kiến thức sau đây đấy, kiến thức cần thiết. Đấy. Kiến thức số 1 nó là hàm click, hiệu ứng xử lý sự kiện, click chuột. Đó, ví dụ ở đây trong trường hợp này mình kích vào đây thì mình phải có hàm click để mình kích vào được. Hàm click. Đấy, hàm click. Mình có sự kiện click. Hai là sử dụng hàm add class. Add class là để làm gì, để thay đổi cái giao diện. Ví dụ ở đây bạn kích vào service thì ở service nó sẽ có màu xanh nhỉ. Kích vào testimonial thì đây nó có màu xanh nhỉ. Đấy. Thì có thể bạn sẽ phải sử dụng hàm add class. Còn trường hợp này thì không cần này. Trong cái bài Monaco thì không cần. Ví dụ kích vào chap 2 nhỉ thì nó không có màu gì hết, nó chỉ chuyển đến đây thôi. Thì coi như cũng không cần dùng hàm add class, thôi bỏ qua. Đấy. Hoặc nếu bạn làm bài này thì bạn cần phải dùng thêm add class nữa. Thôi mình cứ cho vào add class vào. Để tí nữa mình sử dụng luôn. Kiến thức số 3 là hàm quận body không? Quận chuột. Hàm hiệu ứng quận chuột cho body. Đấy, cái hàm này vẫn là hàm animate thôi. Tên của nó là chấm animate này. Mở ngoặc, scroll top, tay viết hoa nhá, ví dụ như 900 pixel chẳng hạn, tức là nó quận xuống vị trí 900 pixel so với phần trên, so với phần top ấy. Scroll top là quận xuống dưới mà, quận từ trên xuống dưới mà. Tí nữa mình sẽ demo thử cái hàm này thì bạn sẽ hiểu hơn. Đây là cách cú pháp viết của nó thôi. Hàm số 4, hàm tính vị trí một phần tử. Phần tử là như nào nhỉ? Ví dụ bạn kích vào đây nhỉ? Nó đến cái chap 3 đúng không? Hoặc là trong trường hợp này kích vào about đến about. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là nó phải biết about nó ở đâu.
thì nó mới tiến đến đấy được. Kích vào service, nó đến service. Như vậy nó phải biết vị trí của service nằm ở đâu thì nó mới di chuyển đến đấy được. Thì để biết được vị trí của một phần tử ở trong website thì bạn phải có cái hàm để tính vị trí nó. Thì mình biết là phần tử này nằm ở vị trí nào, phần tử này nằm ở vị trí nào, project này nằm ở vị trí nào. Thì sau khi biết vị trí rồi thì mình mới cho cái body nó di chuyển đến vị trí đấy. Như vậy thì nó mới có tác dụng, đúng không? Rồi, như vậy mình có thêm một cái hàm là hàm tính vị trí một phần tử. Cái hàm tính vị trí này thì bạn sẽ phải sử dụng một cái hàm tên là tên phần tử. Ví dụ như bạn tính phần tử A nhỉ, thì nó chấm offset chấm top. Đấy là vị trí của phần tử này. Rồi, xem còn hàm gì nữa không nhá. Kích vào đây, quận xuống này, kích vào đây, quận lên. Như vậy là tối thiểu là bạn phải cần 4 cái hàm này. Rồi. Ngoài ra bạn còn thêm một cái hàm nho nhỏ nữa. Năm hàm console đã học rồi. Console.log. Ghi chép đấy, ghi chép lại. Cái hàm này để gì nhỉ? Tính test các cái nội dung, các cái hàm degree. Rồi. Cách làm bài sao? Cách làm bài. Giờ mình sẽ làm cái bài là Monaco nhá. Nhìn hình ý, cái đẹp. Làm cái bài là monaco.cc. Cách làm bài. Ví dụ 1 này. Bạn có thể làm một trong hai bài. Hoặc là bạn làm ví dụ 2. Trong trường của cái phần demo thì mình sẽ làm ví dụ 1 đi. Còn hoặc là bạn search word từ khóa là one page website, one page love, những người yêu thích web một trang này, ví dụ như vậy. Bạn có hẳn một trang này này. Đấy, cho one page love này, tức là những cái trang nào bên trong này cũng đều là web một trang hết. Đấy, đều là web một trang hết. London, Monaco này, Most Wanted này, đúng không? Ví dụ bạn kích vào cái này dạng thì nó cũng là web một trang, tức là bạn có thể chọn bất kỳ một web trong này. Sau khi làm xong cái bài tập trong cái khóa học này và nắm được vững thì bạn sẽ áp dụng và làm thử một cái web bất kỳ ở trong cái khối này. Đấy, ví dụ như là leader by lunch, xem là web như nào. À, đua xe đạp, đúng chưa? Đấy. Giải đua xe thì bạn kích vào cái phần product xem nào. Đấy, nó quận đến product, kích vào rider, nó quận đến rider, nó từ người đua, đúng không? Event, nó quận đến event. Stock list, stock kicks, chả biết là cái gì. About, nói chung là nó là web trang, tức là khi quận chuột xuống thì nó sẽ di chuyển đến vị trí khác nhau trong phần body. Và trong này thì có một đống web trang. Đấy, các bạn có thể là tự lựa chọn một cái web nào đấy sau khi làm bài tập ở cái khóa học này, hay ở cái bài tập này. Thì bạn sẽ tự lựa chọn một cái phần này để bạn làm cái web đấy nhé. Thì cái phương pháp làm như sau nhé. Cách làm bài là, một là bạn phải viết cái phần một là viết thẻ HTML. Đấy, cái phần hai là viết CSS cho giao diện nó đẹp đẹp nhá. Phần 3 là sử dụng các cái hàm, 5 cái hàm kia kìa. Sử dụng các hàm degree đã học để áp dụng làm hiệu ứng. Đúng không? Đây nó có 5 cái hàm này. Đấy, chỉ có 5 hàm này thôi mình đã làm cái web đẹp này rồi. Thế mới hay vậy. Rồi. Như vậy là sang phần sau mình sẽ bắt đầu với phần viết mã HTML. Cảm ơn các bạn.